xong rồi này chưa? Hết cân nặng rồi chưa? Rồi. Xong cân nặng rồi nhá. Rồi. Bây giờ đến cái gì đây nhỉ? Bạn đi đâu đây nào? Nào các bạn đi đây nào được không? Nào bây giờ các bạn nếu mà dám đây còn là gì? Đánh bên bên. Đánh bên. Đánh bên. Đánh não bên. Đánh não bên. Nếu mà đánh chính viết có được không? Từ từ. Năm 98 trở về đây, sau khi cái hội nghị giải phẫu ở Sao Paulo, người ta bỏ hết tất cả tên tác giả rồi, người ta gọi thì người ta đưa ra cái cuốn giải phẫu chung và cái cuốn tâm cuốn đó tên đại bị chồng ta sẽ tìm về nhà anatomy đây là cuốn bên họ bỏ hết đi rồi nào bên tâm 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 đây vô trung tâm hồi thái dương trên, hồi thái dương trên, hồi này để làm gì? Vận động. Hồi này.